Xin mến chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh. Nay giao lưu quý vị số mai giáng long nha quý vị, với mai giáng thú quý vị ơi. Đó. Thì ngày mới chúc quý vị dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, thành công trong việc nha quý vị. Quý vị thấy quý vị hay á, quý vị nhớ đăng ký kênh ủng hộ, chia sẻ cho anh em bè cùng xem quý vị ơi. Rồi. Không mất thời gian của anh em. Mình nhờ em Quyền đo thông số anh em ơi. Coi cái hướng nào ngon đây. Rồi. Mã số 1 anh em ơi. Số điện thoại vô lưu mình 0339328187 nha anh em. Chiều cao là 22. Chiều cao 22. Quần eo nó nhỏ nha quý vị. Quần là 8. À, cây quái anh em ơi. Ngốc sên luôn. Cũ là 21. Cũ 21 anh em ơi. Đây. Cây bao đẹp. Mini bonsai để bàn nha anh em. Rồi giao lưu nhiêu cân? Mã số 1 này em giao lưu giá 350. Rồi giá 350 anh em ơi. Chuyển hướng đi, ở đây đi. Đó. Rồi 350 ngàn. Bao ship toàn quốc. Cây quái anh em ơi. Đó. Rồi chuyển cây. Mã số 2. Mã số 2 đây. Cao là 18. Chiều cao 18. Hoành là 9. 9 nha quý vị. Mini bonsai nha quý vị. Cây này bao đẹp quý vị ơi. Đây. Giá không nghị gì ơi. Rồi giao lưu nhiêu cân? Số 2 này em giao lưu giá 300. Rồi giá 300 ngàn quý vị ơi. Rồi chuyển cây. Mã số 3. Đây mã số 3. Nguyên con thú bao giờ chịu đàng hoàng luôn anh em ơi. Cao là 25. Chiều cao 25. Cắn cắn cái cục này. Ờ. Hoành là 12. Hoành 12 nha quý vị. Đó quý vị thấy cái cây giò cắn đầy đủ quý vị ơi. Đó thì có đo hoành hết nha quý vị, quý vị đo ngày chỉ đó quý vị cứ việc đo lại nha quý vị. Rồi giao lưu nhiêu cân? Mã số 3 này em giao lưu giá 320. Rồi giá 320 ngàn, giá hữu nghị quý vị ơi, giá vừa chơi. Rồi chuyển cây. Mã số 4. Rồi mã số 4, thú nữa quý vị ơi. Chiều dài là 29. Đó, chiều dài là 29. Hoành thân là 14. 14 quý vị. Đó, cây bao đẹp nha quý vị, nguyên thú nằm rõ nét luôn, mặt này tê nè quý vị ơi. Đó. Rồi giao lưu giá nhiêu cân? Mã số 4 em giao lưu giá 400. Rồi giá 400, giá hữu nghị quý vị ơi. Giá vừa chơi. Đây. Đó. Chuyển cây. Mã số 5. Rồi mã số 5. Chiều cao là 51. Chiều cao 51. Hoành là 12 có hơn. 12 có hơn nha quý vị. Nguyên thú rõ nét nè quý vị ơi. Đó, giò cắn nè. Đó, giò đầy đủ nha quý vị. Có tay cành luôn quý vị ơi. Rồi mình giao lưu giá nhiêu cân? Mã số 6 này em giao lưu giá 500. Rồi giá 500 ngàn quý vị ơi, cây bao đẹp. Rồi chuyển cây. Mã số 5. Rồi thì coi mã số đây quý vị. Mã số 5. Mã số 5 nha quý vị. Chiều cao 30. Chiều cao 30. Cắn cắn xếp dưới cơ. Ừ. Hoành là 14. Hoành 14 nha quý vị. Coi mã số quý vị chốt cây nha quý vị. Đây nguyên con thú rõ nét quý vị. Giò cắn đầy đủ luôn. Cây này bao đẹp cái gì ơi. Giao lưu nhiêu cân? Mã số 5 này em giao lưu giá 500. Rồi giá 500 được con thú. Cái này vô chột sồi chơi ok quý vị. Chơi im lắm. Rồi chuyển cây. Mã số 7. Mã số 7. Đây. Cây rắn bay quý vị ơi. Thú cao bay. Cao là 56. Cao 56 nha quý vị. Hoành là 12. 12. Đó. Hai giờ trước chịu đầy đủ nha quý vị. Cây rắn bay. Thú bay anh em ơi. Đó. Rồi giao lưu giá nhiêu cân? Số 7 em giao lưu giá 400. Rồi giá 400 ngàn. Giá hữu nghị anh em ơi. Đó. Rồi chuyển cây. Mã số 8. Đây mã số 8 anh em ơi. Đây. Cây lực nha anh em. Chiều cao 31. Cao 31. Hoành 15. Đó, hoành 15 nha anh em. Để đây. Bao đế. Quá trời. Rồi. Rồi giao lưu nhiêu cân? Mã số 8 em giao lưu giá 600. Rồi giá 600 ngàn anh em ơi. Giá hữu nghị. Bao ship cho anh em mình toàn quốc nha. Rồi chuyển cây. Mã số 9. Đây mã số 9. Nguyên con thằng lằn núi luôn. Đây. Chiều dài là 32. Chiều dài 32. Hoành 11. Hoành 11 anh em ơi. Đó anh em coi cây nha anh em. Giò cắn đầy đủ anh em ơi. Giao lưu nhiêu cân? Mã số 9 em giao lưu giá 400. Rồi giá 400 ngàn bao ship toàn quốc anh em ơi. Cây bao đẹp. Rồi chuyển cây. Mã số 10. Đây số 10. Chúng mai đẹp không em ơi? Cao là 25. Cao 25. Hoành trên đây là 10. 10. Đó. Thì hoành mình không nói nên chuyện nha anh em. Chủ yếu cây đẹp, đúng chuẩn bonsai nha anh em.
Rồi Zalo nhiêu cân? Mã số 10 này em Zalo giá 350. 350 ngàn bao ship toàn quốc. Rồi chuyển cây. Mã 11. Đây mã 11. Cây này phú nằm. Chiều cao là 63. Cao 63. Hoành 13. Hoành 13 cái gì? Rồi để đây nhiêu gì? Để điều bốn mặt anh em ơi. Rồi Zalo giá nhiêu cân? 11 này em Zalo giá 450. Rồi giá 450 ngàn anh em ơi. Rồi chuyển cây. Mã 12. Mã 12. Đây phú nữa anh em ơi. Chiều dài là 28. Chiều dài là 28. Hoành là 13 có. Hoành 13. 13. Đó. Nguyên thú nằm nha anh em. Đế nè. Vỏ cẳng đầy đủ luôn. Rồi Zalo nhiêu cân? 12 này em Zalo giá 500. Rồi giá 500 ngàn bao ship toàn quốc. Rồi chuyển cây. Mã 13. 13. Phủ nữa tông cao nha anh em. Chiều cao 96. Chiều cao 96. Hoành 16. 16 anh em ơi. Đây vỏ cẳng đầy đủ anh em ơi. Thú nha anh em. Đó. Rồi lướt tay cạnh cho anh em coi nha. Rồi Zalo nhiêu cân? 13 này em Zalo giá 700. Rồi giá 700 ngàn anh em ơi. Giá vừa chơi anh em ơi. Rồi chuyển cây. Mã 14. Đây giáng long anh em ơi. Cao là 88. Chiều cao 88. Hoành là 19. 19, anh đo sổ nôm đi. Củ nở nha anh em. Sổ nôm là 20. Sổ nôm 20 nha anh em. Đó anh em coi cây. Quá trời cái nồi đấy. Rồi lướt tay cạnh cho anh em mình xem nha. Zalo nhiêu cân? 14 này em Zalo giá 1.650.000. Rồi 1.650.000 bao ship toàn quốc. Rồi chuyển cây. Mã 15. Mã 15. Đây. Nồi đế khủng bố rồi bà. Chiều cao 85. Cao 85. Quanh 20. Nồi đế này em ơi. Đó đế như đế lu nha anh em. Này dạng đế lu nha. Quá trời. Rồi Zalo nhiêu cân? 15 này em Zalo giá 1.500.000. Rồi giá 1.500.000 anh em ơi. Chuyển cây. Mã 16. Đây. Chiều cao 72. Cao là 72. Hoành là 18. 18. Qua trời nồi đế như của mì vậy anh em ơi. Là 24. Đó, đế nôm đó anh em ơi. Đế đông đặc luôn. Rồi giá Zalo nhiêu cân? 16 này em Zalo giá 1.700.000. Rồi giá 1.700.000 anh em ơi. Cây bao đẹp nha anh em. Sao nó chát chá. Quá đổi hướng. Ừ. 1.700.000 nha anh em. Đó, trong quá trình quay có điện chơi shop anh em mua lòng bỏ qua nha anh em. Rồi chuyển cây. Mã số 17. Đây 17 nha anh em ơi. Chiều cao là 46. Cao là 46. Hoành 18 có hơn. 18 có hơn nha anh em. Nó liền hết rồi nha anh em. Đó, bao anh em nha. Liền nó kéo xù hết nha anh em. Đó. Lên xù hết luôn nha anh em. Zalo giá nhiêu cân? 17 nè em Zalo giá 1.000.000. Rồi giá 1.000.000 anh em ơi. Bao ship toàn quốc. Đó, cây có cành đóng đẹp nha anh em. Đấy. Đồ đấy bao đẹp nha anh em ơi. Rồi chuyển cây. Mã 18. Đây cây này VIP. Chiều cao 70. Chiều cao 70. Hoành 16. 16. Qua trời cái nồi đấy nè anh em ơi. Đồ đấy khủng bố. Rồi Zalo giá nhiêu cân? 18 em Zalo giá 1.200.000. Rồi giá 1.200.000 anh em ơi. Cây bao đẹp. Rồi chuyển cây. Mã 19. Đây mã 19 cuối clip nha anh em. Cuối clip. Cây này là cây khủng bố. Chiều cao là 1m. Chiều cao 1m. Quá trời cái nồi đấy. Quỳnh Hân là 25. 25. Củ là 42. Củ 42 nha anh em. Quá trời cây anh em ơi. Chịu sao nổi anh em. Đấy, bao đấy luôn.
Rồi mình Zalo nhiêu cưng? Mã 19 em Zalo giá 2,7 triệu. Rồi mã 19 cũng là mã cuối clip nè em ơi. Cây bao đẹp nè em ơi. Tay cạnh, đế, thân. Rồi cuối clip nè em ơi. Ngày mới chúc em vô giàu sức khỏe, dần sợ nhí nha anh em. Thành công trong việc. Anh em có nhu cầu mua vàng thì liên hệ xuống Hội Tùng nha. Rồi, chào hẹn lại anh em video tiếp theo.